湿的越冷的鞋，给了我怕光的眼瞳赤裸，是凉的是暖的我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，情似山执着，我不为这世间众生如何待我，冲破挣脱何以变成些善恶，曾有片刻碎落以爱问伤如何，我的存在不会因情节而予以残破。Trường Nguyệt Tận Minh Tập 2. Vậy tiểu thư nghỉ ngơi trước đi, Xuân Đào ở ngay bên cạnh. Tiểu thư có việc gì cứ gọi em là được. Cha ơi, con ở đây đã thu xếp ổn thỏa, mọi người có thể yên tâm rồi. Ma thần, con tìm được ma thần rồi. Chỉ là bây giờ vẫn chưa thể giết hắn để thay đổi vận mệnh ma thần giáng thế. Có điều cũng may bây giờ hắn vẫn chỉ là một người phàm yếu đuối, phạt hắn quỳ trong trời tuyết giá rét để hắn chịu khổ một chút là được. Nổi gió rồi, đêm nay chắc chắn vô cùng gian nan. Tiếng gió bên ngoài lớn như vậy, hắn sao không sao chứ? Dạ, Triệu Du Bá Bá, Đại Sư Quynh, con làm như vậy không sai chứ? Hắn thật sự quyền mãi như vậy à? Mình ngủ quên lúc nào vậy? Tiểu thư, người tỉnh rồi. Đêm qua tiếng gió thổi lớn như tiếng sói tru vậy, người ngủ có ngon không? Sao hắn vẫn còn ở đây vậy? Cô nhìn thấy chưa? Đã ngày thứ ba rồi nhỉ? Mệnh cứng cỏi thật đấy. Đắc tội với nhị tiểu thư là không có kết cục tốt đẹp đâu. Chắc chắn là giả vờ. Ở đây ai ai cũng ghét hắn như vậy. Nếu hắn không giả vờ đáng thương một chút thì càng khó sống.
Cảm ơn Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư đúng là Bồ Tát sống. Bao nhiêu năm qua, cứ mùng 1 và 15 đều đích thân tới lều phát cháo, vô cùng kiên trì. Cầm chắc nhé, ngày mai ta cũng tới miếu xin cho cô ấy và Lục Điện Hạ sớm thành thân. Người cầm chắc nhé, không cần cảm ơn, xin cho ngài ấy vài ba tiểu phương tôn, không cần cảm ơn tiểu thư. Tối qua Lục Điện Hạ phái Dung Thái tới đưa tin, nó hôm nay được nghỉ sẽ tới liều cháo giúp, không cần cảm ơn. Chắc giờ này cũng sắp tới rồi, cẩn thận. Người đưa tiền cho em, cảm ơn. Mau đi sửa soạn đi, không cần đâu. Đúng rồi, cầm chắc nhé, cảm ơn. Dung Thái nói với em hôm qua họ đi luyện binh, gặp gì tiểu thư ở ngoài ô. Người cầm chắc nhé. Ả đánh đá đó, cậu không chịu buông tha cho Lục Điện Hạ, không được nói xấu người ta. Không cần cảm ơn. Nhiệm muội thành thân rồi, lần này làm trò càng quấy, sợ rằng sau này danh tiếng ở kinh thành càng tệ hơn. Mấy lời đàm tiếu em nghe được, cũng đừng nói ra trước mặt cha và tổ mẫu. Tiểu thư, người còn lo lắng cho cô ta làm gì? Không cần cảm ơn. Mấy hôm trước cô ta để người xuống hồ, không cần cảm ơn. Làm người nhiễm phong hàn, chẳng phải lão gia bên đó cũng không phạt cô ta sao? Sau này không được nhắc lại chuyện này nữa. Cảm giác nhé, cảm ơn dì tiểu thư. Không cần cảm ơn đâu, quét dọn bên này đi. Lục Điện Hạ tới. Ta phải về rồi. Băng Thường, khó khăn lắm chúng ta mới gặp mặt, mới đó mà muội đã phải về sao? Đã xế chiều rồi, ta mà không về e là sẽ bị trưởng bối trong nhà trách mắng, làm mất nền nếp. Thời gian này ta luyện binh ở ngoài thành, hơn nửa số quy định của quân danh nước thịnh là do Diệp đại tướng quân đặt ra. Về đến thành vốn muốn nói chuyện với muội nhiều hơn, nhưng không ngờ vẫn vướng quy định của Diệp gia các muội. Điện Hạ nói đùa rồi, Diệp gia rất có nền nếp, từ nhỏ Băng Thường đã quen rồi. Diệp gia có nền nếp đến đâu cũng không bằng dì tiểu thư, đến cả con tin của nước Cảnh cũng bị cô ta phạt quỳ trên băng. Đàm Đại Tẩn bị quỳ trên băng à? Tuy Đàm Đại Tẩn là con tin, nhưng cũng là hoàng tử nước Cảnh, sao Diệp Tịch Vũ có thể sử dụng như thế? Bỏ đi, không thể nói lý với hạng người ngang ngược đó được. Sau khi muội rơi xuống hồ, sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn, hôm nay muội về nghỉ ngơi sớm đi. Được, vậy ta về nghỉ ngơi trước đây. Phụ nhân ác độc của ngươi đã phạt ngươi quỳ ở đây 4 ngày. Tiếp tục thế này, ngươi sẽ chết thật đó. Cô ta thật lòng muốn dồn ngươi vào chỗ chết, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Nhị muội muội, ta biết vừa nãy ở bên hồ muội không cố ý, ta cố ý đấy. Đại tỷ, hôm nay Lục Điện Hạ tới thăm tỷ, tỷ ăn mặc trang điểm lộng lẫy thế, không ngờ bây giờ lại ướt như chuột lột, cảm thấy thế nào hả? Nhị muội muội, bình thường ta với muội không thù không oán, cần gì phải chèn ép nhau như thế? Câu này tỷ đi mà nói với Lục Điện Hạ. Ta thật sự không biết tỷ đã học thuật mê hoặc gì mà khiến Lục Điện Hạ mê mà tỷ như thế, làm ngài ấy chẳng ngó ngàng gì đến ta. Cả tên Đàm Đại Tửng không có đức làm chồng kia nữa cũng bị tỷ quyến rũ. Nếu hắn đã thích thể hiện như thế, ta sẽ để cho hắn thể hiện cho đã. Có chết cống thì cũng chỉ qua chỗ tổ mẫu báo một tiếng thôi. Dịp Băng Thường ta cũng không sợ nói cho tỷ biết. Tỷ có tốn công thế nào thì chẳng mấy ngày nữa Đàm Đại Tửng chắc chắn sẽ chết. Miễn là hai người đều không xuất hiện trước mặt Lục Điện Hạ, ngài ấy sẽ chỉ có thể thích ta thôi. Đúng là một ả đàn bà ác nghiệt. Có người qua đây. Sao trong phủ này luôn có quả đen bay tới bay lui vậy? Đúng là xui xẻo. Hình như sau khi cô gia tới thì luôn như vậy. Mặt trời lại xuống núi rồi. Thời tiết giá rét thế này, nếu còn quỳ tiếp, có thể hắn thật sự không sống qua được đêm nay. Hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu tà cốt thức tỉnh thì rắc rối to. Cô gia,
Xin lỗi nhé, thứ cho tiểu nhân mắt kém, không nhìn thấy ngài đang ngắm trăng ở đây. Đúng thế, làm ướt xiêm y của ngài rồi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Trời lạnh như vậy, Đàm Đại Tẩn hoàn toàn không có tu vi, quần áo lại ướt hết, hắn không chịu nổi mất. Nhị tiểu thư, trời đông giá rét, cô quay trở vào đi. Không cần phiền cô, đích thân tới giám sát tại chịu phạt đâu. Ai bảo là ta tới giám sát ngươi? Ta chỉ cái gì? Ta chỉ tới xem ngươi chết hay chưa thôi. Kẻo ta là phải nhặt xác cho ngươi. Dù ta có chết cũng đâu phiền tới nhị tiểu thư đích thân tới nhặt xác cho ta. Trên đời này, người muốn thấy ta chết bất đắc kỳ tử nhiều hơn sao trên trời. Nó không chừng đến lúc đó sẽ kéo bè kéo đội đến tận cửa chúc mừng cô ấy chứ. Ngươi nghĩ ngươi nói như vậy ta sẽ thương xót ngươi sao? Thương xót ta? Không được, tiểu ma thần đã lạnh cống rồi, cơ thế này sẽ chết thật mất. Thôi vậy, sau này ngươi sẽ chịu quả báo. Cái áo choàng này xấu chết đi được, ta không cần nữa, tặng ngươi đấy. Xiêm y của nhị tiểu thư ta không dám nhận. Nếu nhị tiểu thư không thích nữa, ngày mai bảo Xuân Đạo mang vứt đi là được. Ngươi nhị tiểu thư còn chuyện gì sao? Nhìn đi, Lê Tô Tô, tiểu ma thần này vốn vô tình, rõ ràng ngươi thương xót hắn, hắn còn ăn nói quái gở như thế. Chỉ cần ma đầu này còn hơi thở thì cũng không được đối tốt với hắn chút nào. Có lòng tốt thà đi cho chó ăn, cảm hóa sơn tặc còn hơn. Không nhìn việc nhỏ sẽ làm hỏng việc lớn. Tiểu ma thần chết không có gì đáng tiếc, nhưng tính mạng Tứ Châu Tam Giới vẫn còn phụ thuộc vào hắn. Đàm Đại Tẩn, ngươi đừng có giả chết. Đừng tưởng như vậy thì ta sẽ thương hại ngươi. Hình như cảnh tượng này quen quen. Chẳng lẽ hắn chết ở đây, sau đó hóa thân thành ma sao? Đàm Đại Tẩn, Đàm Đại Tẩn, tỉnh lại đi. Xuân Đào, Xuân Đào. Tiểu thư, là người gọi em sao? Ta gọi em, mau vào đây. Tiểu thư, là người chưa tỉnh hay em chưa tỉnh vậy? Em nói linh tinh gì vậy? Mau đi đun nước tắm đi, càng nhanh càng tốt, cứu người quan trọng. Nhanh lên. Tiểu thư, sao ban nãy người và cô gia lại ôm nhau vậy? Bọn ta không phải là phu thê sao? Phu thê ở nhân gian chung chăn chung gối là chuyện đương nhiên mà. Nhân gian? Mau đi xem nước tắm có nóng không. Dân tiểu thư, nước không nóng nữa. Xuân Đào, em về nghỉ ngơi trước đi. Vâng, thưa tiểu thư. Những vết thương này là bị Diệp Tịch Vũ đánh sao? Sớm biết tiểu ma thần yếu ớt thế này, ta đã không lấy tương lai của Tam Giới Tứ Châu ra làm vật đánh cược, chỉ để giận dỗi hắn. Mau hồi phục lại đi. Xin ngươi đấy, ngươi là ma thần mà,
vì tam giới tứ châu, ngươi không thể chết được. Đàm Đại Tẩn, ngươi thật đáng thương. Lại là ngươi, mỗi lần ta sắp chết, ngươi đều sẽ xuất hiện. Ta luôn ở đây. Ta biết ngươi ở trong cơ thể ta. Ngươi muốn nó sao? Vẫn chưa đến lúc. Đừng nóng vội. Phải đợi đến khi nào? Ngươi không đợi được nữa sao? Đúng vậy. Hơn 20 năm nay, thân xác này đã cho ngươi thứ gì? Chỉ có đau đớn, đói khát, lạnh lẽo, nhục nhã. Còn bị kẻ khác trói buộc. Rồi sẽ có ngày ngươi có thể thoát khỏi thân xác này, dâng hiến linh hồn cho ta. Sau đó ngươi sẽ có được sự bình yên mãi mãi. Chẳng sao cả. Bất kể là thân xác này hay là linh hồn gì đó, nếu ngươi muốn, có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Ta không tiếc. Đàm Đại Tẩn, nhẫn nại chút. Ngươi phải nếm trải hết đau khổ của nhân gian, hắc thù oán hận vô tận. Lời nguyền định mệnh mà ngươi gánh chịu, định sẵn ngươi không được chết yên lành. Khi nào ngươi đau khổ tới tột cùng, sinh mệnh đi đến hồi kết, ta sẽ tới nhận sự hiến tế của ngươi. Hóa ra 500 năm trước mặt trăng ở nhân gian lại sáng như vậy. Đáng tiếc từ khi ma thần giáng thế, khắp nơi đều là khí đục. Đã lâu lắm rồi mình không nhìn thấy mặt trăng nữa. Sinh ra là ma thai, thân mang tà cốt. Số cuộc tà cốt này từ đâu mà có? Trông như thế nào? Số cuộc khúc nào mới là tà cốt? Không sợ ra khúc xương nào có gì bất thường. Cô đang làm gì vậy? Ngươi tỉnh rồi à? Diệp Tịch Vụ, cô lại đang giở trò gì thế? Ngươi quan tâm ta giở trò làm gì? Nếu ngươi tỉnh rồi thì mau dậy mặc quần áo đi, đừng ngâm trong nước giả chết nữa. Đi đâu đấy? Ra hồ. Trời vẫn chưa sáng. Ngươi không được đi. Ngươi đứng lại cho ta. Hôm nay không được đi, sau này cũng không cần đi nữa. Tại sao? Ngươi là người của ta, suốt ngày quỳ bên ngoài. Người đến người đi chẳng phải là làm ta mất mặt sao? Vậy thì thật sự xin lỗi. Ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ. Ngươi đừng nói chuyện với ta. Cha ơi, lúc mọi người đưa con qua đây chắc chắn không thể ngờ được con gái của cha phải ngủ chung chăn với ma thần. Ngươi đứng đấy làm gì? Mau làm đi. Làm xong ta cũng muốn đi ngủ. Làm gì vậy? Tất nhiên là làm chuyện mà ngày nào cô cũng muốn làm. Cô không nhớ à? Không hay rồi. Tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra. Ta nhớ chứ. Sao ta có thể quên được? Ngươi chờ ta một chút.
ta hơi khát. Xuân, Xuân nào, ta muốn uống trà. Xuân Đào, em mau nói cho ta biết, mỗi tối ta và Đàm Đại Tẩn đều phải làm chuyện gì vậy? Đánh ngài ấy. Từ khi tiểu thư gả cho cô gia thì bực bội trong lòng, thế nên mỗi tối trước khi ngủ đều phải quất roi cô gia một trận mới hả giận. Thế chẳng phải biến thái sao? Roi để đâu rồi? Để dưới đệm của tiểu thư đó. Phải quất bao nhiêu cái? Chuyện này thì không nói chính xác được, phải xem tâm trạng của tiểu thư thôi. Rồi dài thế này. Diệp Tịch Vụ, cô quả đúng là kẻ biến thái. Lê Tô Tô, trước đây người Trảm Yêu Trường Ba còn không chớp mắt, quất roi thì có gì mà không ra tay được chứ? Roi này, người hãy chịu thay ma thần 500 năm sau đi. Ma thần, đây đều là chuyện ngươi đáng phải chịu. Lê Tô Tô, số cuộc ngươi đang làm gì vậy? Bây giờ hắn còn chưa phải ma thần, mặc cho người ta đánh mắng nhẫn nhục chịu đựng, bắt nạt hắn, hành hạ hắn là có thể ngăn cản ma thần giáng thế ư? Như vậy sẽ chỉ khiến ngươi khó chịu hơn thôi. Ta mệt rồi, hôm nay không đánh nổi nữa. Ngủ đi. Đàm Đại Tẩn, Đàm Đại Tẩn, Đàm Đại Tẩn, Đàm Đại Tẩn, Đàm Đại Tẩn. Nóng quá. Thôi được, quỳ dưới trời đông tuyết phủ 4 hôm còn chịu nhiều roi như vậy, cơ thể người phàm làm sao chịu nổi. Lê Tô Tô ơi, Lê Tô Tô, lần này ngươi gây họa lớn rồi. Xuân Đào, Xuân Đào, Xuân Đào, em ngủ chưa? Xuân Đào, tiểu thư đã sắc xong thuốc cho cô gia rồi, người còn căn dặn gì nữa không? Hết rồi, lần này thật sự sẽ không gọi em nữa đâu. Em đi ngủ đi.
Đàm Đại Tẩn, Đàm Đại Tẩn. Nào, uống thuốc. Tiểu ma thần đã sốt đến mơ hồ rồi, cũng không biết thảo dược nhân gian có tác dụng không. Há miệng. Sao vẫn nóng như vậy? Hồi nhỏ mình bị sốt, cha đã đắp khăn lạnh cho mình như vậy. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ta biết cách này chắc chắn sẽ có tác dụng mà. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ngủ đây. Đúng là ta mắc nợ ngươi mà. Nữ nhân này ra ngoài dân hương, chẳng lẽ trúng tà, bị thứ gì nhập vào người rồi ư? Diệp phủ. Tiểu thư, tối qua vất vả đến nửa đêm, sao không nghỉ thêm một lát? Đàm Đại Tẩn đâu? Ngoài chịu phạt thì bình thường cô gia sẽ đến Tàng Thư Lâu chép kinh, hôm nay đã đi từ sớm rồi. Đàm Đại Tẩn, người không chối được cũng không trốn được ơn cứu mạng này đâu. Nhớ kỹ cho ta, sẽ có ngày ngươi phải lấy mạng ra đền đấy. Giờ nào rồi? Sắp đến giờ ngọ rồi ạ. Lão thái thái, lão gia, đại thiếu gia đã đến nhà ăn rồi ạ. Chào nhị tiểu thư. Những người đây đều là người thân sớm chiều ở bên Diệp Tịch Phụ. Muốn ở lại Diệp Phủ thì phải qua được cửa ải này mới ổn. Vị này hẳn là đại tướng quân trụ quốc của nước Thịnh, gia của Diệp Tịch Phụ. Vị này hẳn là đại công tử của Diệp gia, đại ca của Diệp Tịch Phụ. Còn mấy vị này chắc chính là các di nương của Diệp Tịch Phụ. Người trong lộng lẫy sang trọng này hẳn là tổ mẫu của Diệp gia. Tổ mẫu, còn có chuyện gì thế hả? Nhìn Xuân Đào làm gì? Lát nữa cả Xuân Đào cũng bị phà cùng. Thôi rồi, Diệp Tịch Phụ là kẻ chuyên gây quả, thế này là lại gây ra họa gì nữa đây? Lại đây. Thôi rồi, không phải sắp bị vụt tay đấy chứ? Con muốn làm ta lo chết đấy à? Trời lạnh thế này mà con còn chẳng mặc y phục chắn gió, chạy tới chạy lui ở ngoài. Mấy đứa xem này, nó mặc toàn thứ gì đây chứ? Bé con đáng thương của ta, bên cạnh con không có ai biết quan tâm hết. Tới cuối cùng vẫn là người nhà thương con. Nào, mặc cái này vào sẽ hết lạnh. Mày chỉ là lo sợ thừa thôi. Như vậy mới ra dáng.
Xuân Đào, ra nhà kho lấy vài tấm da làm thêm y phục mùa đông cho tiểu thư nhà ngươi. Dạ, tổ mẫu, con cũng muốn một chiếc áo lông bạch hồ. Muốn à? Đi xin cha con ấy. Cha, con muốn áo lông bạch hồ, muốn cái con khỉ. Diệp Trạch Phủ, con còn có mặt mũi mà nói nữa? Con là trưởng tử Diệp gia, con biết tập võ luyện kiếm như nhị đệ của con, trấn thủ biên cương, làm nên sự nghiệp. Con chỉ biết cưỡi ngựa săn bắn vui chơi với đám bạn tệ hại của con, với cái tính nết đấy của con, thì có mấy cô nương tử tế ở Thịnh Đô thích con chứ? Người cha này không chịu quá, đồ ăn sắp nguội rồi, mang đi. Bé con, sang ngồi cạnh cha con đi. Đi đi. Dạ, từ từ thôi. Cha. Bé con, mau nếm thử xem. Cha biết tâm trạng con không tốt nên cố tình dặn nhà bếp nấu mấy món con thích đấy. Và nghe đám hạ nhân nói, tối qua con vừa ngâm mình vừa sắc thuốc, vất vả cả đêm, chắc chắn con tốn sức lắm, con phải ăn nhiều vào mới được. Đúng đó, này, nào, ăn nhiều vào. Ăn nhiều thịt đi, ăn nhiều vào, ăn món này nè. Tuyệt đối đừng để bụng nhé. Đây, nào nào nào, món này nữa. Là tình thân ở nhân gian được viết trong sách, mấy món này nấu cho con đó đều là món con thích. Cha, người yên tâm, người nhà ở đây rất tốt với con, canh đậu phụ tươi lắm, giống như cha vậy. Hôm qua ta nghe đại phu nhân Phủ An Định Hầu nói chuyện bé con đẩy Băng Thường xuống nước đã lan truyền khắp kinh thành rồi, khắp nơi đều đang bàn tán. Bàn tán thì bàn tán, chúng ta sợ họ chắc không tốt cho thanh danh của con bé. Nghịch thì nghịch, bé con đã xuất giá rồi mà. Cha, năm ngoái lúc nhị muội chưa xuất giá, cha nói nghịch thì nghịch, sau này cả đi có muốn nghịch cũng không được nữa. Sao giờ nhiệm vụ có xuất giá hay không thì cũng luôn đúng thế. Im đi, ăn cơm của con đi. Diệp Tịch Phụ ơi, Diệp Tịch Phụ, ta đã biết vì sao cái nết cô lại thế này rồi. Mấy ngày qua con đã nghĩ để đại tỷ xuống nước là lỗi của con, hôm nay con muốn đi xin lỗi tỷ ấy. Mẫu thân, bây giờ bé con trưởng thành rồi, hiểu chuyện quá đi. Thế đã là hiểu chuyện rồi à? Bé con của chúng ta vừa lương thiện vừa có trách nhiệm, không hổ là con cháu Diệp gia ta. Đúng là sắp chịu hư Diệp Tịch Phụ rồi. Có điều ta thấy không cần đi xin lỗi đâu. Lỡ Băng Thường vẫn chưa khỏi bệnh để lây cho con thì không hay. Không sao đâu tổ mẫu, tổ mẫu nói đúng. Nếu nhị muội tới xin lỗi ta, tức là đánh giá thấp tình cảm tỉ muội chúng ta rồi. Đại tỷ, nhị muội ngồi đi. Tổ mẫu, tại con không tốt, mấy ngày nay bị ốm, không thể tới thỉnh an tổ mẫu và phụ thân được. Hôm nay con phát cháo xong về tắm rửa, không ngờ lại tới muộn, con quấy rầy bữa ăn của mọi người, đúng là đáng phạt. Bé con nghe chưa? Tỷ tỷ con đã nói rồi, không cần đi xin đuổi. Băng Thường, ra ngoài cạnh Trạch Phủ đi. Đa tạ tổ mẫu. Thảo nào đại sư huynh, không, Tiêu Lẫm và Đàm Đại Tẩn đều thích cô ấy. Mỹ nhân vừa dịu dàng vừa tốt bụng như vậy, ai lại không thích chứ? Đàm Đại Tẩn đâu? Sao hắn không tới ăn? Ngươi coi mình là chủ thật đấy à? Ngươi không thể chỉ ăn mà không làm chứ. Đúng đó, không thể không làm việc được. Sao nào? Sao à? Ngươi nhìn đi, quên để bọn ta vất vả cả chiều mà vẫn còn một đống bát đũa chủ nhân dùng chưa rửa kìa. Ta thấy ngày nào ngài cũng rảnh nên phiền ngài rửa hết đống bát đũa kia rồi mới ăn.
được không? Đúng đó, đúng đó. Nhờ ngài nhé cô gia. Cô gia, mời, đi đi. Cô gia vất vả quá. Nào, các huynh đệ, ăn cơm thôi. Lại đây, ăn cơm thôi, tới ngay. Sới giúp ta. Đưa ta, đưa nồi cho ta. Nào, để ta tự làm, nào của ngươi. Được rồi, đưa ta, đúng thật là. Đây, của ngươi. Nào. Vậy là từ lúc Đàm đại tẩn vào phủ vẫn chưa từng ăn cơm cùng chúng ta, mà ăn với hạ nhân ở nhà bếp à? Đúng ạ. Tiểu thư ghét ngài ấy như vậy, nhìn thấy ngài ấy là không muốn ăn. Nhưng em nghe nói bình thường cô gia cũng không được ăn no. Đám hạ nhân nhìn thái độ chủ nhân mà làm việc, bình thường tiểu thư làm thế nào thì họ cũng làm vậy. Ma đầu này, cho nhịn đói vài bữa cũng đáng. Nhưng hắn suốt ngày né tránh mình, sao mình để mắt tới hắn được? Nhà bếp ở đâu? Ta nói các ngươi nghe, có một số người có thân phận chủ nhân, nhưng bổn phận thì là nô tài. Đúng đó, như vậy gọi là gì nhỉ? Thân phận cao quý, số phận thấp kém. Thân phận cao quý, số phận thấp kém. Sống còn không bằng huynh đệ chúng ta nữa, đúng không? Đúng đó. Nào, chúng ta ăn đi. Nào, ăn, ăn đi. Món này ngon này, ngon thật đấy. Các ngươi nói xem, người như hắn sống có ý nghĩa gì? Ta thấy chẳng thà chết đi cho rồi. Bình thường dịp tịch vụ, dung túng cho đám hạ nhân làm khó Đàm đại tẩn thế này. Đúng đó, chết đi cho rồi. Chết còn tốt hơn. Đi đi, ăn đi. Ruồi ở đâu ra đấy? Mùa đông lấy đâu ra ruồi? Sao thế? Có chuyện gì à? Uống nước đi. Không sao chứ? Không sao chứ? Ăn phải rồi. Ta không ăn nữa. Các ngươi ăn đi. Các ngươi ăn đi. Các ngươi ăn trước đi. Chúng ta tiếp. Ngươi ngồi bên này. Xong việc. Đen quá. Đi. Dì tiểu thư. Dì tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Đàm đại tẩn kia. Đàm đại tẩn làm gì sai mà các ngươi xúi hắn chết? Tiểu thư, vừa nãy ta nhờ cô gia rửa bát, trong thùng đó toàn là băng vụn. Tối hôm qua bọn ta đập ra từ trong hồ. Đúng rồi, bọn ta còn tiện tay hất ướt người cô gia. Tối qua hắn không chết cống, nhưng hôm nay bắt hắn rửa bát thêm một lúc, kiểu gì cũng khiến đầu ngón tay tê cứng. Hơn nữa, hôm nay chưa cho hắn ăn, chỉ để lại thùng nước vo gạo cho hắn. Mọi ngày các ngươi cũng ước hiếp người khác thế à? Con người không phân chia sang hèn, nhưng có người tự nguyện hạ thấp mình làm nô tài cả đời, vẫn muốn đạp lên người khác để kiếm niềm vui nho nhỏ. Các ngươi nhìn người khác sống khốn khổ thì vui thế sao? Tiểu thư, người đừng cho là thật. Bọn ta chỉ muốn trút giận thay nhị tiểu thư. Bọn ta tuyệt đối không hài lòng với người. Hôm nay ngươi dám nói với Đàm đại tẩn như vậy chỉ là bắt nạt vì hắn không có chỗ dựa. Một ngày nào đó Diệp gia sa sút, có phải các ngươi cũng dám nói lời này với cha tổ mẫu và ta không? Không hả? Không, tiểu nhân không dám. Dì tiểu thư dạy phải, 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 dạy cô Lý à, dì tiểu thư dạy phải. Ngươi đừng ăn thứ này. Dì tiểu thư, con người không ăn thì sẽ chết. Những thứ này không sạch. Không biết đám người ở kia đã cho gì vào đó. Ngươi ăn vào sẽ sinh bệnh đó. Ta còn ăn thứ bẩn thỉu hơn rồi. Vừa nãy họ nói với ngươi như vậy mà ngươi không biết phản bác lấy một câu à? Ngươi là con của quân vương mà lại để mặc đám người hầu sỉ nhục. Ngươi không có chút tự trọng nào hay sao? Lòng tự trọng ư? Thứ đó chẳng có nghĩa lý gì với ta. So với lòng tự trọng thì bát cơm này quan trọng hơn.
Diệp Tịch Vũ, cứ đi theo ta. Không có miếng cơm này, có thể ta sẽ chết. Nếu có lòng tự trọng thì ta đã chẳng sống được tới bây giờ. Bớt phí lời đi, đi theo ta. Ăn bát cơm này đi, rồi làm gì thì làm. Đừng tối ngày ốm yếu bệnh tật, gầy trơ xương. Bất cẩn một cái là chết vì bệnh. Nhị tiểu thư đã dùng trò này một lần rồi. Nếu ta lại mắc mưu thì đúng là đáng đời. Nhị tiểu thư, thứ lỗi cho ta không tiếp. Ngồi xuống. Chiêu trò gì? Người nói rõ ra xem nào. Ban nãy nhị tiểu thư hỏi ta có lòng tự trọng không? E là nhị tiểu thư cũng chẳng có thứ này đâu nhỉ. Được thôi, nếu cô bảo ta nói thì ta sẽ nói lại lần nữa. Được, nói đi. Nửa năm trước, ở cung yến thất tịch, tỷ tỷ của cô và Tiêu Lẫm gặp nhau trong cung, nắm tay dạo chơi hoa viên. Còn cô thì sao? Cô lại một lòng muốn chia rẽ bọn họ, độc chiếm Tiêu Lẫm. Không biết từ đâu cô đã lấy được một loại thuốc mê tên là kết xuân tầm, chuẩn bị chuốc cho tiểu thư Băng Thường và Ngũ Điện Hạ Tiêu Lương, muốn hai người họ gạo nấu thành cơm. Không ngờ hôm đó Tiêu Lương bị ta cản lại. Ngũ Điện Hạ, hôm nay trong cung mở tiệc, ngay cả cung nữ thái giám cũng được ăn bàn theo. Không phải người vẫn đói bụng đấy chứ? Thôi vậy, ai bảo xưa nay ta có lòng Bồ Tát chứ. Ta ban cho ngươi miếng điểm tâm này đấy, đa tạ Ngũ Điện Hạ. Thật không khéo. Không biết dạo này ngươi có nghe nói không, gần đây nước Cảnh và nước Thịnh nhiều lần giao chiến. Nếu phụ vương được ai nhắc nhở mà nhớ ra ngươi thì nói không chừng sẽ giết ngươi để tế cờ cũng nên. Ta quên, ngươi thích ăn phụng một chút nhỉ? Đủ vụn chưa? Đủ rồi. Nhưng ta mới ăn không lâu đã thấy hoa mắt chóng mặt. Lúc đó cô đột nhiên xuất hiện ôm lấy ta. Ta không cẩn thận ăn nhầm kết xuân tầm của Ngũ Điện Hạ. Trùng hợp thế nào, phần của Diệp Băng Thường cũng bị cô ăn mất. Trong cung có rất nhiều người chứng kiến. Diệp tướng quân chỉ đành xin ý chỉ ban hôn cho hai ta, đích nữ Diệp thị của đại tướng quân Triệu Quốc và tam hoàng tử Đàm Đại Tẩn của nước Cảnh, trời sinh một đôi, nay hạ chỉ ban hôn, kết làm phu thê. Sau đó cô nói hết ngọn nguồn việc này với ta. Rồi từ đó cô lấy việc trêu chọc giày vò ta làm thú vui, càng lúc càng phẳng vẹo ác độc. Diệp Tịch Vũ ơi là Diệp Tịch Vũ, cô đã làm gì vậy? Vậy nên lần này vậy tiểu thư lại bỏ thứ gì trong cơm canh thế? Ta chẳng bỏ gì vào cả. Vậy à?
Nhị tiểu thư tốn bao công sức chỉ để ta được ăn một bữa cơm no ư? Không được à? Đàm đại tẩn, ta cho ngươi biết, ngươi đừng hòng để bản thân chết đói. Nhìn kỹ đây cho ta. Lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Sau này ngày ba bữa ngươi đều tới đây ăn, Xuân Đào sẽ mang cơm cho ngươi, đưa gì thì ngươi ăn nấy, không được ăn mấy thứ bẩn thỉu lung tung kia nữa. Hình như thật sự chỉ là một bát cơm bình thường. Suốt cuộc nữ nhân này làm sao vậy? Đây hẳn là bữa cơm no đầu tiên ngươi được ăn từ khi vào Diệp phủ nhỉ? Ngươi có phát hiện không? Mấy ngày nay nữ nhân đó quá bất thường. Có phải đầu óc có vấn đề không? Có lẽ cô ta muốn hành hạ ta bằng cách khác. Dù sao thân xác ta cũng ở đây, nếu còn tin chết thì Diệp gia cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Cũng phải, nữ nhân này thay đổi thất thường, đúng là không thể ở lại đây lâu được. Cơ mà rời khỏi đây thì ngươi có thể đi đâu? Đúng rồi, ta gặp mấy con quạ đến từ nước Cảnh. Nước Cảnh sao? Trùng hợp thật, nó cũng là nơi ta ra đời. Ngươi đã đến vương cung nước Cảnh chưa? Đó là nơi kinh tởm nhất thế gian này. Chúng nói nhìn thấy thầy mo đốt khói làm phép, ngửi thấy mùi thối rữa của người bệnh, còn có các đại thần nôn nóng đi lại trên triều đình nữa. Chắc là Cảnh Vương đấy. Người mà lẽ ra ta phải gọi là phụ thân không còn sống được lâu nữa. Nhưng ta còn chẳng thể ra khỏi Diệp phủ. Mấy chuyện đó không liên quan đến ta. Phụ vương, Nhi thần có chuyện quan trọng cần bẩm. Lắm Nhi, con đến đúng lúc lắm. Ta vừa nhận được cấp báo Đàm Đài Vô Cực sắp chết rồi, ca ca hắn sắp lên kế vị. Này giữ lại con tin kia, eo cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhi thần nghe nói Đàm Đài Minh Lãng trời sinh tính tình tàn nhẫn, người này chưa chắc sẽ niệm tình huynh đệ. Giết con tin thì e lại đúng ý hắn muốn. Lắm Nhi của ta quả nhiên thông tuệ. Nói vậy, nếu trạm để hắn được sống thì sẽ thành cái gai trong tim của Đàm Đài Minh Lãng. Lát nữa ta sẽ truyền Đàm Đài Tẩn vào cung, ta phải xem hắn có thái độ thế nào. Nếu hắn có lòng thì ta không ngại giúp hắn trở về khuấy đảo nước Cảnh, rồi nhân lúc hỗn loạn để giết hắn. Còn nếu hắn tài hèn trí mọn, ta cũng không cần tiếp tục giữ hắn lại nữa. Tới lúc đó ta sẽ tìm người tầm tuổi đó đưa sang nước Cảnh. Chỉ cần Đàm Đài Minh Lãng tin là thật, vậy thì thật giả có quan trọng vậy không? Phụ vương. Trường Nguyệt Tận Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
去冷。